Thưa quý vị, chiến thắng Điện Biên Phủ, theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, như là một mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ bé đã đánh thắng một đế quốc thực dân hùng mạnh. 70 năm đã qua đi, kể từ khoảnh khắc lịch sử ngày 7 tháng 5 năm 1954, điểm hẹn Điện Biên Phủ đã trở thành biểu tượng cho hòa bình, độc lập dân tộc và dân chủ, là bản hùng ca về tinh thần quyết chiến quyết thắng, làm nức lòng bạn bè khắp Nam Châu. Mùa hè năm 1953, cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của nhân dân ta bước vào năm thứ 8. Sau 8 năm, trái với mọi phán đoán của địch, lực lượng vũ trang của ta lớn mạnh nhanh chóng. Ta tiến lên giành thế chủ động chiến lược trên chiến trường. Trong khi đó, lực lượng của địch ngày càng lâm vào thế bị động. Trước nguy cơ thảm bại, đế quốc Pháp và can thiệp Mỹ dốc sức vào cuộc giao chiến tổng lực theo kế hoạch Nava với hy vọng trong 18 tháng sẽ chuyển bại thành thắng. Vì Việt Nam khó khăn mọi bề ở Điện Biên Phủ. Cuối tháng 11 năm 1953, tại hội nghị phổ biến kế hoạch tác chiến Đông Xuân năm 1953-1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết luận hướng chính là hướng Tây Bắc. Điện Biên Phủ từ chỗ không được nhắc đến trong kế hoạch Nava, thì kể từ tháng 12 năm 53 nó lại trở thành cái điểm hẹn lịch sử. Cái sự chuẩn bị của Đảng buộc thực dân Pháp phải đánh theo cái cách đánh của ta. Vừa biết hướng tiến công của ta, Nava quyết định chuyển quân lên Điện Biên Phủ và Trung Lào. Địch lâm vào thế bị động, buộc phải ném chủ lực về đây. Địch coi Điện Biên Phủ là cứ điểm án ngữ, một pháo đài không thể công phá, ngăn chặn quân ta đánh sang Thượng Lào và làm bàn đạp đánh bung ra, chiếm lại Tây Bắc. Phân tích rõ những điểm yếu chí tử của địch khi chọn Điện Biên Phủ là nơi quyết chiến chiến lược. Ngày 6 tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định đánh tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, xác định đây là trận chiến mà đã đánh là phải thắng, mà không chắc thắng không đánh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm tư lệnh chiến dịch. Từ quyết định lịch sử này mở ra một trận quyết chiến chiến lược 56 ngày đêm, bắt đầu từ ngày 13 tháng 3 năm 1954. Ban đầu, phương châm tác chiến của chiến dịch Điện Biên Phủ được xác định là đánh nhanh, thắng nhanh trong 2 ngày 3 đêm. Tuy vậy, chỉ ít giờ trước khi nổ súng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có một quyết định lịch sử, chuyển từ phương châm đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Đại tướng có mặt trực tiếp ở chiến trường, thế rồi nghe xuống nghe từng đơn vị một, thì tình hình Pháp nó đã bố trí lại lực lượng rồi. Nó tăng cường lực lượng rất lớn, nó mở một cái đường hàng không từ Hà Nội lên Điện Biên mà nó thả dù vũ khí rồi lương thực thực phẩm rồi nó làm cái hệ thống phòng thủ rất là kiên cố và lực lượng của nó được tăng cường rất lớn. Thì nếu mà mình đánh nhanh thắng nhanh thì đại tướng cho rằng mình đánh nhanh thắng nhanh thì chắc chắn mình không thắng được. Sáng ngày 26 tháng 1 năm 1954, một cuộc họp đảng ủy mặt trận được triệu tập. Đại tướng trình bày suy nghĩ về việc hoãn cuộc tiến công, thu quân về vị trí tập kết, chuẩn bị lại theo phương châm mới. Mặc dù đã có những ý kiến phản đối, nhưng cuối cùng đều đi đến thống nhất. Việc tân binh và những cô, mà tình hình thay đổi, bây giờ phải thay đổi. Mệnh lệnh rút pháo ra vị trí tập kết, là địa điểm. 5 giờ chiều này bắt đầu. Triệt để chấp hành, không giải thích. Xin triệt để chấp hành mệnh lệnh là lời đáp của tất cả tư lệnh đại đoàn, cán bộ chiến sĩ đồng loạt lui quân. Đến ngày 13 tháng 3 năm 1954, loạt pháo của ta đồng loạt khai hỏa, mở màn cho chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, với Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ chính là chiến thắng tất yếu của chính nghĩa và sức mạnh lòng dân, là kết quả của nhiều yếu tố hợp thành mà ngọn nguồn chính là bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Chiến thắng lừng lẫy Nam Châu còn là thực tiễn sinh động, minh chứng hùng hồn và bất tử về sức mạnh của lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đồng thời là đỉnh cao của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại mới.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Truyền hình Nhân dân đã thực hiện chương trình đặc biệt có chủ đề Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử, nhằm điểm lại những dấu ấn đặc biệt đã làm nên chiến thắng lịch sử này. Cùng với đó là mời quý vị cùng với ekip thực hiện chương trình gặp gỡ trực tiếp một nhân chứng lịch sử, người đã từng tham chiến trực tiếp trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tham gia cuộc tiến công cuối cùng và sở chỉ huy của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Thông qua chương trình, chúng tôi cũng muốn giới thiệu tới quý khán giả trên cả nước về hình ảnh của mảnh đất Điện Biên từ một điểm hẹn của trận quyết chiến này đã trở thành một điểm hẹn của hòa bình, của lịch sử, một biểu tượng cho một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng bước qua quá khứ, làm bạn với tất cả các quốc gia để cùng nhau phát triển. Và ngay sau đây, mời quý vị theo dõi Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử với sự dẫn dắt của biên tập viên Hồng Tươi. Vâng, xin cảm ơn trường quay. Thưa quý vị và các bạn, tròn 70 năm về trước, đúng 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm Đờ Cát đã ghi dấu một chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng Điện Biên Phủ, 56 ngày đêm, khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non. Quân và dân ta đã xóa sổ hơn 16.000 quân địch, đập tan tập đoàn cứ điểm vốn được phương Tây coi là pháo đài bất khả xâm phạm. 70 năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 vẫn còn vang mãi. Tại điểm hẹn lịch sử này đã xuất hiện những điều đặc biệt được quân và dân ta tạo nên. Những điều đặc biệt ấy tiêu biểu cho nghệ thuật quân sự đỉnh cao của quân đội Việt Nam và chiến tranh nhân dân Việt Nam. Điều đặc biệt đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến là sức mạnh hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến dịch có quy mô lớn nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954. Trong chiến dịch này, công tác hậu cần phải bảo đảm cho quân số đông nhất với khối lượng vật chất lớn nhất trong điều kiện rất khó khăn ác liệt. Trong chiến dịch, ngành hậu cần đã huy động toàn bộ lực lượng bảo đảm cho hơn 87.000 người tham gia chiến dịch. Trong đó, lực lượng chiến đấu là 53.830 người. Cứu chữa gần 8.500 thương binh, bệnh binh. Khối lượng vật chất bảo đảm lên tới hơn 20.000 tấn, huy động hơn 261.000 dân công. Cùng với sức mạnh hậu cần, một dấu ấn mà chúng ta thường nhắc đến khi nói về chiến dịch Điện Biên Phủ chính là kỳ tích kéo pháo. Lần đầu tiên, lực lượng pháo binh của ta huy động với mức cao nhất gồm Trung đoàn 45 lựu pháo 105 ly, Trung đoàn 675 sơn pháo 75 ly và các tiểu đoàn pháo trong biên chế của các đại đoàn, trung đoàn chủ lực tham gia chiến dịch. Để kéo một khẩu pháo 105 ly nặng gần 2 tấn, vượt qua núi cao, vực sâu, dùng cả trăm người kết hợp với tời quay mới có thể đưa pháo nhích lên từng mét. Kéo pháo vào đã khó, kéo pháo ra lại càng khó hơn gấp bội. Thế nhưng, các đơn vị pháo binh đã hoàn thành nhiệm vụ, lập kỳ tích đưa pháo vào kịp chiếm lĩnh trận địa. Trong số rất nhiều những sáng tạo đặc biệt của bộ đội ta ở chiến dịch Điện Biên Phủ, Trần Địa Hào, Chiến Hào Tiến Công chính là một sáng tạo vô cùng độc đáo. Đây là nét đặc sắc nhất trong nghệ thuật chiến dịch của chúng ta trong chỉ đạo cách đánh. Chúng ta dùng trận địa tiến công bao vây này để thực hiện bao vây chia cắt quân địch theo hình xoáy chôn ốc từ rộng rồi cứ thiết dần. Hào giao thông của chúng ta có đường hào trục và đường hào cắt ngang, đường hào nhánh, đường hào xương cá. Đường hào trục có chiều rộng ở dưới là 1m, đưa cao lên 1,5m và đắp dày thêm lên thành 1,7m. Chúng ta hoàn toàn di chuyển ở dưới chiến hào, cho nên chúng ta hạn chế được thương vong rất lớn mà lại tiếp cận được rất gần các vị trí của quân Pháp. Vâng, và sau những điều đặc biệt mà chúng tôi vừa kể trên về sức mạnh hậu cần, kỳ tích kéo pháo, đào hào vây lấn, những điều này đã góp phần khẳng định chiến dịch Điện Biên Phủ chính là mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển vượt bậc về nghệ thuật quân sự Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử quân đội, chúng ta đánh một trận công kiên. Chúng ta huy động lực lượng, chuẩn bị đầy đủ mọi mặt, rồi chúng ta mới đánh, chứ không như trước đây là thoát ẩn thoát hiện như kiểu đánh du kích nữa. Công kiên trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã lên tới quy mô đại đoàn, đánh hiệp đồng binh chủng, tiến công cụm cứ điểm nằm trong hệ thống phòng ngự liên hoàn của địch. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chấn động địa cầu, em
Nguyễn Hữu Tài rất xúc động nhớ tới công lao và đạo đức của người anh Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Lê Trọng Tấn. Hàng ngày tôi là người phải nắm tình hình đơn vị, lên đại đoàn báo cáo tình hình tư tưởng, nhất là lúc kéo pháo. Trận đánh cuối cùng là đánh 57, thì lúc giờ chúng tôi họp đảng ủy lại đề nghị với ông Tấn là cho đánh ban ngày. Và ở phần tiếp theo trong chương trình thời sự đặc biệt hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ trực tiếp với một nhân chứng lịch sử. Xin được vui mừng chào đón Đại tá Nguyễn Hữu Tài, nguyên chủ nhiệm chính trị của Trung đoàn 209, Đại đoàn 312, đơn vị đã tiến vào trung tâm Mường Thanh, bắt sống tướng Đờ Cát, kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ. Xin được trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự của truyền hình nhân dân. Thưa ông, đối với những cựu chiến binh đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ thì ký ức trong ngày chiến thắng mùng 7 tháng 5 năm 1954 lịch sử sẽ không thể nào quên. Vậy ông có thể chia sẻ cho khán giả của truyền hình nhân dân về khoảnh khắc của ngày hôm đó khi chúng ta bắt đầu cuộc tổng tiến công cuối cùng vào sở chỉ huy của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ như thế nào không ạ? Đơn vị chúng tôi khi có lệnh của Đại tướng Tổng tư lệnh thì chúng tôi là 15 giờ ngày 17 tháng 5 là tất cả các đại đoàn không cần chờ trời tối tiếp tục tiến công vào Mường Thanh để tiêu diệt hoàn toàn cái tập đoàn cứ điểm này. Đơn vị chúng tôi lúc đó rất phấn khởi vì đang trên đà tiến công, xung phong qua cầu Mường Thanh và gặp một cái tên sĩ quan của Pháp, nó giơ cờ trắng, nó xin hàng và nó nói chúng tôi thua rồi. Phía sau chúng tôi truyền lên tất cả các đơn vị là bắt sống tướng Đờ Cát để mừng thọ Bác Hồ. Cái không khí chiến đấu thật là phấn khởi và hăng hái vô cùng. Anh em nghĩa là xông vào bắt được Đờ Cát và dẫn lên về chỉ sở trung đoàn. Thì cái không khí sung sướng vô cùng. Nghe tin bắt tướng Đờ Cát là cái sở chỉ huy như là bùng nổ tất cả. Anh em hô lên, chúng ta thắng rồi. Và ôm lấy nhau và nước mắt ràn rụa. Cái không khí hân hoan reo hò ấy, nó ở chỉ sở trung đoàn lan ra các cái chiến hào, lan ra các trận địa và tất cả các cái toàn mặt trận. Đó là một cái phút lịch sử nhất mà chúng tôi đã được chiến đấu và được chứng kiến, và cái đó là một cái kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời chiến đấu của mình. Sau 56 ngày đêm gian khổ thì cuối cùng chúng ta cũng giành thắng lợi trong chiến thắng Điện Biên Phủ. Vậy thì trong khoảnh khắc chiến thắng đó, người đầu tiên mà ông nghĩ đến là ai và tại sao ạ? Nếu mà nói thực sự lòng thì lúc chiến đấu, hình ảnh của Bác Hồ luôn luôn trong trái tim chúng tôi. Bác Hồ là cái người mong ngóng cái tin này nhất. Khi chúng tôi sắp ra trận, cái câu của Bác nói là này: các chú sắp ra trận, nhiệm vụ các chú lần này cực kỳ to lớn, khó khăn nhưng rất vẻ vang. Bác chờ các chú thắng trận để bác khen thưởng những đơn vị có thành tích và xuất sắc nhất. Bác chúc các chú thắng to. Cho nên là cái chiến thắng ấy nó tạo nên một cái không khí vô cùng phấn khởi. Cái chiến thắng này là một cái món quà to lớn nhất để mà mừng thọ Bác Hồ. Vâng, thưa quý vị, thời khắc chiến thắng trong một cuộc chiến, thời khắc khi chúng ta đi đến đích sau muôn vàn gian khó, khi chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều mất mát, chắc chắn lúc nào cũng rất xúc động. Đó là một thời khắc mà cảm xúc đi đến những cung bậc tột cùng, thật không dễ gì diễn tả hết. Chúng tôi cũng xin được chia sẻ với những cảm xúc của Đại tá Nguyễn Hữu Tài. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong không khí kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, từ nhiều ngày nay, thành phố Điện Biên Phủ chính là điểm hẹn của rất nhiều du khách. Một trong những di tích mà mọi người đều muốn ghé thăm chính là hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát, nơi mà bất cứ người dân Việt Nam nào đặt chân tới cũng cảm thấy dâng lên cảm xúc tự hào và biết ơn những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước. Ngay sau đây, chúng tôi xin kính mời Đại tá Nguyễn Hữu Tài cùng quý vị khán giả chúng ta đến với mảnh đất Điện Biên lịch sử. Phóng viên Thanh Sơn của chúng tôi có mặt tác nghiệp tại hiện trường.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tôi đang có mặt tại hầm chỉ huy của tướng De Gaulle. Vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, bộ đội ta đã giơ cao lá cờ quyết chiến quyết thắng tại địa điểm này. 70 năm đã trôi qua, địa điểm này giờ đây đã trở thành một nơi đến ý nghĩa của nhân dân trên khắp cả nước. Hầm chỉ huy của tướng De Gaulle vốn là công sự kiên cố nhất, được ví là trái tim, linh hồn của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Việc bắt sống được viên tướng này vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954 và hình ảnh lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam kiêu hãnh tung bay tại nơi đây đã trở thành biểu tượng chiến thắng của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp vĩ đại. Thăm chiến trường Điện Biên Phủ, tôi thấy cái sự hy sinh gian khổ, rồi cái sự chiến thắng vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi là một quân nhân, là một cựu chiến binh, là một sĩ quan cũng rất là tự hào được đứng trong cái hàng ngũ của quân đội nhân dân Việt Nam. Truyền thống của dân tộc Việt Nam của chúng ta là trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh và nhiều ông cha ta đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc. Tôi muốn nhắn nhủ cho thế hệ trẻ là phải tiếp tục phát huy truyền thống của ông cha ta để gìn giữ non sông đất nước của chúng ta độc lập, no ấm, thanh bình và hạnh phúc. Chúng ta nhắc đến Điện Biên Phủ là một điểm hẹn. Điểm hẹn của lịch sử, của hiện tại và của cả tương lai. Đã là điểm hẹn thì sẽ có những cuộc hẹn. Có những cuộc hẹn thành hiện thực và có những cuộc hẹn sẽ vĩnh viễn không thể diễn ra, để lại cho chúng ta những suy nghĩ không nguôi. Xin được hỏi Đại tá Nguyễn Hữu Tài, không biết ông có cuộc hẹn nào như thế với những người đồng đội của mình? Trong chiến đấu thì khó mà biết hẹn nhau như thế nào. Chỉ biết rằng là làm tròn nhiệm vụ. Rồi sau đó là gặp nhau, mừng chiến thắng. Đấy là một cái hẹn gần như của tất cả các đơn vị. Tức là khi chiến đấu thì quyết chiến quyết thắng và hẹn nhau là sẽ chiến thắng và gặp lại nhau. Đấy thôi. Chúng tôi nghĩ nhiều đến những anh em thật sự là không có mặt trong ngày vui chiến thắng. Anh em đã nằm lại trên mảnh đất lịch sử, thương tiếc, quý trọng, nhất là một chiến sĩ, một cán bộ mà chúng tôi hiểu biết và tin tưởng nhất trong chiến đấu, đó là Trần Can. Đối với tôi, cái hình ảnh và cái tấm gương của đồng chí Trần Can mãi mãi mà chúng tôi không bao giờ quên. Đó là một cán bộ chiến sĩ mà thể hiện được những ước nguyện của đơn vị, không tiếc xương máu, không sợ hy sinh, luôn luôn tiến lên phía trước. Vâng, có những cuộc hẹn vĩnh viễn chẳng thể nào thực hiện được. Để đổi lấy chiến thắng, biết bao đồng bào chiến sĩ của ta đã ngã xuống, nằm lại nơi chiến trường. Chiến tranh đã lùi xa, mảnh đất Điện Biên từ một điểm hẹn của trận quyết chiến nay đã trở thành một điểm hẹn của hòa bình, của lịch sử, một biểu tượng cho một Việt Nam yêu trụng hòa bình, sẵn sàng bước qua quá khứ, làm bạn với tất cả các quốc gia để cùng nhau phát triển. Trong những ngày này tại thủ đô Paris, nước Pháp, nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến dịch Điện Biên Phủ liên tục được tổ chức. Đây cũng là dịp để tri ân những người bạn Pháp đã hết lòng đấu tranh vì hòa bình cho Việt Nam. Như Raymond Dieng, nữ chiến sĩ Cộng sản Pháp, từng anh dũng chặn đoàn tàu chở đầy vũ khí tới Đông Dương vào ngày 23 tháng 2 năm 1950, khi bà mới 21 tuổi. Là một người gốc Nam Phi, tôi nghe bố tôi kể nhiều về chiến thắng Điện Biên Phủ như là một hiện tượng. Chúng ta cũng nhìn thấy những điều tương tự tại Algeria và cả những nơi mà các dân tộc bị áp bức.
Bây giờ chúng ta kỷ niệm chiến thắng. Đó cũng là tưởng nhớ bà Raymond Dieng, cũng là cách góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc. Và chính tình hữu nghị cũng như sự đoàn kết quốc tế là sức mạnh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ của ngày ấy. Với cái vai trò là một người trẻ ở Việt Nam và đang làm việc tại nước Pháp, thì chúng ta từng là hai đối thủ bên hai chiến tuyến và hôm nay là bạn bè đối với nhau, thì em đến đây em cảm thấy là em phải có một cái trách nhiệm học tập cũng như là sống ở đất nước này như thế nào để không những thể hiện Việt Nam chúng ta là những người rất là thân thiện và hòa đồng và cũng là những người học tập chăm chỉ và làm việc có trách nhiệm. 70 năm đi qua, thế giới nói chung, Việt Nam và Pháp nói riêng đã vĩnh viễn gác lại quá khứ để đến hôm nay, Điện Biên Phủ từ điểm hẹn trong chiến tranh trở thành điểm hẹn của hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Tình hữu nghị giữa các dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vun đắp đã giúp Việt Nam nhận được nhiều ủng hộ của bạn bè quốc tế. Đó là những tấm gương sáng ngời cho thế hệ trẻ ngày nay, những người được hưởng rất nhiều thứ trong thời đại hòa bình, được tham gia vào sự nghiệp hiện đại hóa của đất nước và hội nhập quốc tế. Ngay trên mảnh đất từng là điểm hẹn của những cuộc đối đầu lịch sử, những dấu tích chiến tranh đã lùi xa, nhường chỗ cho những cuộc gặp gỡ của hòa bình và hữu nghị. Giống như đôi bạn trẻ Trần Ngọc Quỳnh Anh và Guillaume Richard, tình cờ gặp gỡ nhau tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, nơi Quỳnh Anh là tình nguyện viên hướng dẫn, còn Guillaume Richard là chàng du khách đến từ nước Pháp để tìm hiểu về lịch sử. Từ sự đồng cảm về tình yêu hòa bình, cả hai đã đến với nhau bằng một đám cưới ấm áp bên người thân hai gia đình, xóa bỏ mọi khoảng cách địa lý, sắc tộc. Hòa bình, hạnh phúc đã đơm hoa trên chính mảnh đất bom đạn của chiến tranh ngày hôm qua. Vâng thưa quý vị, 70 năm đã trôi qua, những hình ảnh tàn khốc về chiến trường Điện Biên Phủ đã lùi xa. Những dấu tích của bom đạn, của chiến trường ác liệt năm xưa, này đã trở thành màu xanh của cây cối, của những công trình hiện đại nối tiếp nhau mọc lên. Và sự sống, sự phát triển đang vươn lên mạnh mẽ nơi chiến trường xưa. Cảng hàng không Điện Biên được mở rộng với mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, được hoàn thành năm 2023, trở thành công trình biểu tượng cho sự phát triển của tỉnh Điện Biên ngày hôm nay. Với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự cải cách về thủ tục hành chính, hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều nhà đầu tư sẽ đến với Điện Biên, giúp cho kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Mảnh đất Điện Biên anh hùng, vùng đất thiêng của Tổ quốc có vị trí địa chính trị quan trọng. Tỉnh Điện Biên là địa phương duy nhất có chung đường biên giới với hai nước Trung Quốc và Lào, có đường hàng không đến thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đã được chính phủ cho phép mở đường bay quốc tế tới một số nước trong khu vực như Lào, Campuchia, Myanmar. Sân bay Điện Biên được nâng cấp có thể đón được máy bay cỡ lớn là yếu tố hết sức quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Người dân Điện Biên đều cảm nhận được sự đổi thay từng ngày của tỉnh. Có rất nhiều sự thay đổi, phát triển về kinh tế cũng như là về mọi mặt, về giáo dục. Về giao thông thì về năm ngoái là được nhà nước đầu tư cho cái sân bay, mở rộng sân bay tỉnh Điện Biên để kết nối giao thông giữa tỉnh Điện Biên và cả nước và cũng như là trên thế giới. Trong những năm qua, tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, dần trở thành vùng kinh tế trọng điểm của khu vực miền núi phía Bắc. Những công trình dự án của các tập đoàn kinh tế lớn đã và đang được triển khai mạnh mẽ. Sự phát triển kinh tế giúp cho tỉnh có điều kiện quan tâm và xây dựng nhiều hơn các công trình phục vụ người dân. Trong cái dịp vừa rồi, ban cũng đã được tỉnh giao cái nhiệm vụ là sử dụng cái nguồn vốn của cơ quan phát triển Pháp tại Việt Nam là AFD là thanh thải, nạo vét các dòng sông ngậm rốm và duy trì cái thích ứng biến đổi khí hậu, làm sao mà đảm bảo cái thoát lũ trong mùa mưa lũ và đảm bảo an toàn cho người dân. Lịch sử, quá khứ hào hùng là điều kiện thuận lợi để tỉnh Điện Biên liên kết không gian, mở ra triển vọng phát triển ngành kinh tế du lịch. Bức tranh kinh tế, văn hóa, xã hội của Điện Biên hôm nay đang rất tươi sáng. Có thể nói, giấc mơ về một Điện Biên đổi mới, phát triển giàu mạnh đang đến rất gần.